Một, nói lời thô ác, ác khẩu, tức là nói lời thô ác hoặc mắng chửi người khác. Hai, nói đôi chiều, lưỡng thiệt, có nghĩa là nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói để gây chia rẽ. Ví dụ gặp Trương Tam thì nói là Lý Tứ không tốt, gặp Lý Tứ thì lại nói là Trương Tam không phải, khiến đôi bên nảy sinh hiềm khích và mất hòa khí. Suốt ngày cứ gây gổ cãi vã, nghi kỵ lẫn nhau, như thế là nói đôi chiều vậy. Ba, nói thêu dệt, ỷ ngữ, tức là nói thêu dệt. Đàn ông thì thường hay nói chuyện về đàn bà, chẳng hạn như anh thấy cô ấy thế nào, xinh quá phải không, còn cô này thì sao, lại còn cô kia nữa. Còn đàn bà thì sao, thì lại nói chuyện về đàn ông, anh chàng kia cũng không tệ lắm, anh chàng này thì thế này thế nọ. Nói tóm lại, những lời nói phù phiếm không đúng đắn, gợi chuyện tà dâm đều là ỷ ngữ. 4. Nói dối, vọng ngôn, tức là nói dối, nói điều trái với sự thật. Chúng sanh do phạm 4 điều ác của miệng là, đó là nói lời thô ác, nói đôi chiều, nói thêu dệt và nói dối, nên bị đọa vào địa ngục cày lưỡi. Lại có địa ngục tên là chém đầu, tỏa thủ. Những tội nhân bị đọa vào địa ngục tỏa thủ thì đều bị chém đầu. Tại sao? Đó là vì lúc sanh thời họ đã giết hại quá nhiều chúng sanh, bởi họ đập vỡ đầu của chúng sanh để giết, cho nên sau khi chết, họ phải bị đọa vào địa ngục tỏa thủ và chịu hình phạt bị chặt đầu. Khi muốn giết sâu bọ, chim sẻ sẻ hoặc các loài cầm thú khác, nhiều người thường dùng chùy, gậy gộc hoặc một vật gì đó để đập vỡ đầu của chúng trước, hoặc trông thấy con du diên hay con rết, cho đó là loại trùng độc nên nhiều người cũng lấy đồ đập đầu cho chúng chết. Chính vì làm tổn hại quá nhiều sinh mạng cho nên sau khi chết, những người ấy lại phải đọa vào địa ngục chém đầu. Nói chung, khi sống chúng ta tạo nghiệp tội gì thì sau khi chết chúng ta phải thọ quả báo tương ứng với nghiệp tội đó. Lại có địa ngục tên là đốt chân, thiêu cước. Địa ngục này thì chuyên môn đốt chân của tội nhân, nhưng không phải dùng lửa để đốt, mà là người tội đặt chân đến chỗ nào thì chỗ đó liền có lửa bùng lên đốt chân người ấy. Chân của tội nhân ví như ngọn nến, hễ đi đến đâu là mang mồi lửa theo đến đó. Tới bất cứ nơi nào thì nơi đó cũng bắt lửa. Vì thế địa ngục này được gọi là địa ngục đốt chân. Lại có địa ngục tên là móc mắt, đạm nhãn. Trong địa ngục này có loài diều hâu, điêu thú, một loài chim hung tợn chuyên ăn những đồ dơ bẩn. Địa ngục móc mắt là nơi có nhiều diều hâu nhất. Loài chim này thấy tội nhân thì liền bay đến, dường hai móng rắt ra và chụp xuống bấu chặt lấy hai vai của người tội, khiến người ấy không cách gì vùng vẫy để thoát ra được. Sau đó diều hâu quay đầu lại, dùng mỏ mổ rách mắt của tội nhân, rồi ăn thứ nước chảy ra từ con mắt đó. Nó lại còn mổ cho bể đầu của tội nhân để uống thứ nước trong tủy, trong não nữa. Tội nhân chết rồi thì diều hâu cũng bay đi mất. Đợi đến khi tội nhân sống lại thì diều hâu cũng liền bay về lại. Lại có địa ngục tên là viên sắt, thiết hoàn. Ở địa ngục thiết hoàn thì có những viên sắt hình thù tương tự như cái trứng, từ bốn phía văng tới đập xối xả vào đầu và mặt tội nhân. Khắp thân thể tội nhân chỗ nào cũng bị các viên sắt đập trúng cả. Khi tội nhân bị đập đến chết rồi thì những viên sắt đó cũng không văng tới nữa. Thế nhưng đợi đến lúc tội nhân sống trở lại thì chúng lại xuất hiện. Đó là hình phạt ở địa ngục viên sắt. Kinh văn. Lại có địa ngục tên là cãi cọ, lại có địa ngục tên là rìu sắt, lại có địa ngục tên là nhiều nóng giận. Ngài Địa Tạng nói rằng, thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Lại có địa ngục kêu gào, địa ngục rút lưỡi, địa ngục phân và nước tiểu, địa ngục khóa đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục trâu bò lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục chim ưng lửa, địa ngục cưa răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tay, địa ngục đốt chân, địa ngục đâm ngược, địa ngục nhà lửa, địa ngục nhà sắt, địa ngục chó sói lửa. Các thứ địa ngục như thế, trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm ngàn. Trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Lược giảng, lại có địa ngục tên là cãi cọ, tranh luận. Trong địa ngục này có rất nhiều ác quỷ cứ quát tháo chửi mắng tội nhân rất thậm tệ, nói rằng tội nhân cái gì cũng không đúng cả. Tại sao lại bị đọa vào địa ngục này? Chính vì lúc còn sống,
Những tội nhân trong địa ngục này ưa tranh luận cãi vã với người khác, nên sau khi chết phải chịu quả báo như thế.